Cả nhà ơi, anh đang ở nhà chị Chính nè. Hồi nãy thì ăn bún bò xong rồi. Về nhà chị Chính, sắp xếp đồ đạc vali, rồi ra nhà mẹ chơi với mẹ một chút, rồi sau đó sẽ bay về Sài Gòn lại. Thì chút trưa nữa là anh rể thứ ba của An sẽ lái xe đưa xuống sân bay Pleiku. 40 tuổi đầu rồi, nhưng mà mỗi lần về Kon Tum rồi lại đi về lại Sài Gòn thì đều cảm giác buồn 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 làm sao. Trên đường xuống sân bay này ghé mua bánh tiêu. Chị làm 20 cái nha. Chị đem về 10 cái em đây. Em ăn hết. Chị 5 cái thì chị ăn không hết. Đó, sao ít vậy? Anh còn buổi giờ ngắn mà. Không hết, để ngày mai nó xứng rồi chứ. Vậy chị với anh mỗi người 3 cái hả? Ờ, mỗi người 3 cái. Vậy là chị ơi làm cho em 2 bì nha, một bì 10 cái, một bì 6 cái. Đó mà trời mưa nè. Đó vàng là sao nè? Đó vàng rồi nè. Em biết bánh tiêu với bánh gì? Bánh đó cho em 4 cái xôi chiên với lại bánh tiêu ấy. Yeah. Bà Phương cho bà Phương bày. Phương bày. Có chở, chị chở cho khổ em. Giờ chở đi chứ chứ chị cẩn thận á chị ba. Từ gần trễ giờ ra máy bay rồi nè mà vẫn ghé mua bánh tiêu ăn nè. Trễ giờ rồi cho nên là chị ba phụ trợ luôn á. Phụ trợ bánh. Đó, xe. Xe anh ba đang đứng đợi ngoài kia. Trời thì mưa. Bữa anh nên đi ăn, anh nên đi tương ngon. Chị nên giờ mua vô. Mà bữa ăn nóng ngon á. Sắp vô tới đó. Em lên chắc xuống xe chút nữa chờ máy bay em ăn á. Đấy. Em lấy xem không? 10 cái. Có 14 cái hay chẳng 20 nha. Vì không, 14. Không, không, nhiều nhiều lắm. Không, không, em 10 cái được rồi. Chị 6 cái đi. Hoặc là chị lấy 10 cái chị luôn. Chị ăn không hết. Để ngày mai nó cứng hết nè. 16 em, 16 cái. Bỏ cưng cho. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6 đủ rồi. Em có cái rổ nè, đừng không em đủ rồi nè. Em có cái rổ nữa. Bà tôi ăn. Rồi bán đất nó vẫn thường ăn.
mua bánh tiên. Đó, xong cái đợt của mình rồi đấy chú ba. Nãy định lấy bánh tiêu ngủ chiên sẵn mà nóng thích. Tính chờ luôn rồi. Thôi bỏ cho mình đi chú ba, kêu bỏ cho mình đi. Em chào cả nhà mình nha, hẹn gặp lại cả nhà. Giờ mọi người đang xếp hàng đi lên máy bay rồi đó. Hy vọng là máy bay không trễ. Đó, cái máy bay của mình đó, sẽ bay vào Sài Gòn, Vietnam Airlines. Trời, mưa xám xịt. Sân bay Pleiku nào. Mọi người đang xếp hàng ở bên kia. Hi, Han. Lovely to have you back. Thank you.
trời, taxi mỏi mệt, không biết bây giờ có taxi đây anh. I feel tired honey. Look at that people waiting for taxi. Mọi người chờ đợi taxi. Yeah, like, you eat the cake now. It's good. Anh ăn cái bánh mà mua ở Gia Lai nè, lúc đi xuống sân bay nè. Bánh tiêu. À, em cũng đói bụng quá à. How about eat each one, honey? Vẫn chờ đợi taxi, mệt mỏi. Bánh em đói bụng quá. So hungry. Chờ đợi taxi. Tới bụng quá à, chờ taxi. Chờ taxi không biết bao giờ. Sắp em. Ok darling, go. Chờ taxi mòn mỏi, không biết bao giờ có taxi đi trời ơi. Đây nè anh ơi, xe này đi. Bao giờ mới có taxi để về đây? Ở đây chết. Welcome to Ho Chi Minh City, the city that never sleeps.